Khu trọ của ông Tâm xây dựng cách đây 17 năm, với số phòng ban đầu là 40, hiện nay khu trọ của ông đã lên đến 152 phòng. Thấy không khí tại khu nhà trọ khá ngột ngạt, ông nảy ra ý định làm một điều gì đó để cải thiện môi trường, đem lại không khí trong lành cho những người thuê trọ. Đây cũng là động lực khiến ông tạo ra khu trọ với mảng cây xanh mướt mát này. Cái khu này là tất cả là mình đã định lâu rồi. Tức là nhưng mà mình phải làm từ từ từng bước một. Từ cái khi mà xây dựng được có như thế thì từ cái khi mà nó lúc đó nó thành là một cái bãi đã trống. Là mình định hướng ở trong đầu là phải làm như thế nào là nó đã làm sẵn trong đầu rồi. Ở xem này, xem mình phải nghĩ này, tức là trồng những cái loại cây ấy, mà nó lại là nó hút những cái từ tính, rồi xong rồi nó làm sạch môi trường, rồi nó cắn mũi cắn gió, nói chung là những cái đó nữa, nó sau này mình sẽ đưa ra. Tại vì nó được may mấy cái này, hiện nay là trên mạng nó có đầy đủ ha. Chúng ta có chịu học nó, chúng ta có chịu làm hay không? Cho nên chính cái đó là cái khu nhà trọ mình cũng sẽ muốn rằng là làm sao cho mọi người ở trọ được hưởng một cái không gian xanh. Để có được một không gian xanh mát như thế này, ông Tâm phải mày mò nghiên cứu khá nhiều, từ việc tìm hiểu loài cây nào dễ sống, bền bỉ để làm giàn, đến việc chăm sóc thường xuyên để cây sống khỏe. Đa phần loại cây được lựa chọn là cây trầu bà, cây kim tiền, cây lẫy hổ, cây lan chi, hoa màu gà. Tất cả đều là loại cây có công dụng làm sạch không khí, hấp thụ các chất phóng xạ phát ra từ máy tính và tivi. Những người thuê trọ tại đây rất thích thú và hài lòng với không gian sống đơn giản nhưng rất thoải mái của khu trọ này. So với những khu khác á, mình thấy khu này nó gọi là cái không gian đồ này nọ nó không có bị ngột, không bị bí đồ. Mình vô mình thấy ấn tượng của mình vẫn không gian xanh thì mình thấy nó thoải mái hơn, nó mát mẻ đồ hơn, nó tốt đấy, nó thoáng đãng. Theo ông Tâm, những cây xanh được bố trí tại các phòng trọ không tốn quá nhiều chi phí đầu tư nhưng lại có hiệu quả rất rõ rệt, giúp không gian tươi mát, thoáng đãng hơn. Cách làm này rất dễ ứng dụng tại các khu nhà trọ đông người. Trong điều kiện đa số phòng trọ tại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích nhỏ hẹp, không gian sống còn nhiều hạn chế, thì đây là cách làm sáng tạo, đáng để các chủ nhà trọ học tập để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân các khu nhà trọ. Vừa rồi coi như là nghiên cứu trồng ba cây xanh này là thấy nó thoải mái, coi như nó có một cái giống mình nói nhìn ra mình thấy cái mảng xanh giống như có cây cối chứ còn mà không có thì nó nóng gốc lắm, nó khô. Rồi nó có cái cây xanh thì thấy thoải mái, ví dụ sáng ra coi như ngủ dậy là thấy nó có một cái không gian coi như là giống như có cái nhà quê. Nhờ ý tưởng trên, khu nhà trọ của ông Tâm cũng thu hút được nhiều người thuê trọ hơn, bởi không những được sống trong không gian sống xanh sạch mà còn rất bình dị giữa chốn thị thành.